sau gạo, Philippines muốn nhập khẩu phân bón từ Việt Nam. Ông Francisco Tiulorel, GR, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, cho biết, trước mắt Philippines muốn nhập khẩu phân bón từ Việt Nam và từng bước hợp tác sản xuất phân bón để phục vụ cho nhu cầu của ngành nông nghiệp nước này. Chiều ngày 6 tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines có chuyến thăm và làm việc với công ty cổ phần phân bón Bình Điền tại khu công nghiệp Long Định, Cần Đức, Long An. Ông Francisco Tiulorel, GR, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines nhập quà lưu niệm từ ông Ngô Văn Đông, áo trắng, Tổng Giám đốc công ty cổ phần phân bón Bình Điền. Bộ trưởng Tiulorel phát biểu, tuy phát triển mạnh nhưng ngành nông nghiệp Philippines chưa khai thác được tối đa tiềm năng. Chuyến thăm lần này là cơ hội để hai nước cùng nhau học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như kỹ thuật để cải thiện sản xuất nông nghiệp cho cả hai bên. Dù có diện tích sản xuất nông nghiệp rất lớn, riêng đất trồng lúa trên 4,6 triệu ha, tuy nhiên, cả nước hiện chỉ mới có 2 doanh nghiệp sản xuất phân bón. Hàng năm nước này phải trợ cấp phân bón cho nông dân thông qua hình thức trợ giá với tổng số tiền lên tới 200 triệu đô la Mỹ. Việt Nam là nước sản xuất lúa gạo hàng đầu thế giới nên Philippines muốn học hỏi kinh nghiệm, kiến thức của Việt Nam từ lĩnh vực này. Ông Francisco Tiulorel, GR, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines tham quan nhà máy sản xuất phân bón Bình Điền, người đứng đầu ngành nông nghiệp Philippines cho biết. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này chúng tôi muốn tìm hiểu để có thể nhập khẩu phân bón từ Việt Nam. Việc nhập khẩu có thể trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau hoặc nhập khẩu qua kênh chính phủ. Sau đó, có thể thành lập những công ty liên doanh để có thể sản xuất và bán phân bón trực tiếp cho nông dân tại Philippines. Ông Ngô Văn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, bày tỏ vui mừng được tiếp đón Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp Philippines. Chúng tôi cũng rất mong muốn được hợp tác với bà con nông dân cũng như ngành nông nghiệp và chính phủ Philippines. Tôi cũng đồng tình với Bộ trưởng là trước tiên sẽ phân phối sản phẩm vào thị trường Philippines. Tiếp theo sẽ đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu điều kiện đất đai, thổ nhưỡng để xác lập những bước đi phù hợp cũng như tạo ra những sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu của người dân Philippines. Thị trường đã sẵn có, điều kiện tự nhiên giữa Việt Nam và Philippines là cơ hội tốt cho sự hợp tác này. Vấn đề là cần tiếp tục đầu tư vào khoa học công nghệ để nâng cao hiệu suất sử dụng phân bón, ông Đông tâm huyết. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Công ty Bình Điền, bổ sung, Công ty Bình Điền với thương hiệu phân bón đầu trâu là một tên tuổi quen thuộc nhiều năm qua với bà con nông dân Việt Nam. Các sản phẩm phân bón của chúng tôi được nghiên cứu, thiết kế và kiểm nghiệm trên đồng ruộng một cách cẩn thận trước khi được sản xuất thành sản phẩm thương mại. Bình Điền không chỉ bán sản phẩm phân bón mà cung cấp giải pháp sản xuất nông nghiệp để đạt cùng lúc các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường. Bằng chứng là chúng tôi cũng là một bên tham gia vào đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Phân bón từ nhà máy Bình Điền đang được xuất đi các thị trường trong và ngoài nước. Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã thống nhất lập nhóm công tác chung để trực tiếp trao đổi chi tiết về việc nhập khẩu phân bón cũng như những dữ liệu khoa học đất đai nhằm hướng tới việc hợp tác sản xuất phân bón. Theo như giới thiệu, tôi thấy Bình Điền đang xuất khẩu sản phẩm sang hướng Tây, Campuchia, Lào, thì bây giờ có thể là lúc bán sang hướng Đông, Philippines, ông Francisco Tiulorel, GR, nhấn mạnh. Trong nhiều năm qua, Philippines là nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới và cũng là khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Năm 2024, nước này dự kiến nhập khẩu khoảng 4,1 triệu tấn gạo. Trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines đạt 1,97 triệu tấn, tăng 20,3% so với 5 tháng đầu năm 2023. Gạo Việt Nam vẫn được ưa chuộng và là nguồn cung gạo lớn nhất vào thị trường này với 1 triệu tấn. Philippines là nước xuất khẩu nhiều loại trái cây nhiệt đới có tiếng như chuối, dừa và gần đây được Trung Quốc ký nghị định thư cho trái sầu riêng tươi. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines, Francisco Tiulorel, GR, có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 6/9/7 với mục đích thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, an ninh lương thực và phát triển bền vững, thúc đẩy thương mại nông sản và đẩy mạnh hợp tác khoa học kỹ thuật, kết nối doanh nghiệp hai nước. Được biết, lãnh đạo ngành nông nghiệp hai nước cũng sẽ có buổi làm việc trực tiếp trong những ngày tới.